Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung của nghị quyết số 41 NQCP về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại, hàng giả trong tình hình mới. Đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá, chống buôn lậu và gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 và của Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện các kế hoạch chuyên đề trọng điểm như chống buôn lậu gian lận thương mại, hàng giả đối với nhóm hàng phòng chống dịch Covid-19, chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử, chống buôn lậu và vận chuyển trái phép gia súc, gia cầm và sản phẩm từ gia súc, gia cầm qua biên giới, chống hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép khoáng sản, mặt hàng đường cát có xuất xứ từ Thái Lan.